đã chúc mừng ở trên Facebook rồi. Đây là một cái người em mà Xuân Lan rất là thương rất là nhiều năm rồi. Hy vọng là nhiều năm sau nữa hai chị em vẫn như vậy, vẫn thương nhau như vậy, vẫn ủng hộ nhau trong tất cả những cái dự án, những cái sản phẩm. Và chị tin chắc rằng cái MV này sẽ là MV sẽ tạo được ấn tượng rất là lớn. Tại vì chị nhìn thấy cái hình của Bảo Anh với em là chị đã thấy là nó lạ lạ sao rồi. Thì riêng về Dương Triệu Vũ thì Xuân Lan rất là tin về cái bản lĩnh nghề nghiệp cũng như cái tư duy. Đây là một cái người rất là đa tài và có tâm, có tầm. Luôn luôn tin rằng Dương Triệu Vũ sẽ chiến thắng trong tất cả những dự án của mình. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Thực sự khi mà Vũ gửi cái thư cho chị Xuân Lan thì chị Xuân Lan trong đêm đó đã post một cái status rất là dài nói về hai chị em mình. Thì hai chị em mình tính ra chắc quen nhau cũng mười mấy năm rồi đúng không? Vũ chứng kiến những cái sự thành công của chị và chị cũng chứng kiến những cái thành công của Vũ, cho nên là hai chị em hiểu nhau lắm và nhìn cũng na ná giống nhau nữa đúng không? Bây giờ thì Vũ nhìn tròn trịa hơn nên không giống như mà ngày xưa ôm nhau giống lắm. Em cảm ơn chị hiện diện ngày hôm nay. Nghe nói là chị nghe nói gì em biết mà em biết là chị vừa mới có một cái gia đình mới rất là hạnh phúc. Thì mọi người ơi, có thể giúp Vũ chúc mừng chị Xuân Lan được không ạ?